nhiều người trong gia tộc nổi tiếng Medici được chôn cất như vua chúa ở vương cung thánh đường San Lorenzo, Florence, Ý, có thể chết vì cùng một nguyên nhân, thứ vẫn ám ảnh nhân loại cho tới ngày nay. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Albert Zinn, giám đốc viện nghiên cứu xác ướp Ý, đã phân tích các mô nội tạng được đặt trong bình, trong hầm mộ 500 năm tuổi của nhà Medici, để tìm hiểu cái chết bí ẩn ám ảnh gia tộc đầy quyền lực này. Nhà Medici là một gia tộc khuynh đảo lĩnh vực ngân hàng thời kỳ phục hưng, cực kỳ giàu có và nổi tiếng với những cuộc tranh giành quyền lực, âm mưu và giết người, đôi khi được tiểu thuyết hóa. Họ an nghỉ trong một ngôi mộ cổ xa hoa, được mô tả là như kiểu của vua chúa, trong vương cung thánh đường San Lorenzo danh tiếng. Nhà thờ Medici, Cappella Medici, bao gồm hai công trình kiến trúc tại vương cung thánh đường San Lorenzo, Florence, Ý, có niên đại từ thế kỷ 16 và 17, và được xây dựng như phần mở rộng của nhà thờ thế kỷ 15 của Brunelleschi, với mục đích tôn vinh gia đình Medici, những người bảo trợ của nhà thờ và Grand Duke of Tuscany. Sagrestia Nuova, nhà thờ mới, được thiết kế bởi Michelangelo. Cappella dei Principi, nhà nguyện của các hoàng tử, lớn hơn, mặc dù được đề xuất vào thế kỷ 16, nhưng mãi đến đầu thế kỷ 17 mới được bắt đầu. Thiết kế của nó là sự hợp tác giữa gia đình và kiến trúc sư. Sagrestia Nuova, nhà thờ mới, được Hồng Y Giulio de Medici và người em họ của ông là giáo hoàng Leo X dự định làm lăng mộ hoặc nhà nguyện cho các thành viên của gia đình Medici. O Sacristi, nép mình giữa cánh trái của San Lorenzo, nơi nó cạnh tranh một cách có ý thức và chia sẻ hình dạng của nó với một không gian hình khối có mái vòm, bằng đá Pietra Serena màu xám và những bức tường quét vôi trắng. Đó là bài tiểu luận đầu tiên về kiến trúc của Michelangelo, người cũng đã thiết kế các tượng đài dành riêng cho một số thành viên của gia đình Medici. Với các hình tượng điêu khắc về bốn thời điểm trong ngày được dự định sẽ ảnh hưởng đến các hình tượng điêu khắc nằm nghiêng trên kho lưu trữ cho nhiều người các thế hệ mai sau. Cappella dei Principi, nhà nguyện của các hoàng tử, hình bát giác có mái vòm cao 59m, cao là đặc điểm nổi bật của San Lorenzo khi nhìn từ xa. Nhà nguyện nằm trên cùng một trục với gian giữa và nhà thờ nơi có chức năng như một nhà nguyện. Lối vào của nhà nguyện là từ bên ngoài, ở Piazza Madonna dei Androcardini, và qua hầm mộ hình vòm thấp do Bernardo Bontalenti lên kế hoạch trước khi có kế hoạch xây dựng nhà nguyện ở trên. Nhà nguyện của các hoàng tử sang trọng, một ý tưởng do Cosimo I xây dựng, đã được thực hiện bởi Ferdinand L. de Medici, và được thiết kế bởi Matteo Nizzetti, sau một số bản phác thảo được đấu thầu cho một cuộc thi không chính thức năm 1602 của Don Giovanni de Medici. Con ruột của Cosimo I, đại công tước xứ Tuscany, đã bị thay đổi trong quá trình hành quyết bởi Bontalenti già, một biểu hiện đích thực của nghệ thuật cung đình. Đó là kết quả của sự hợp tác giữa các nhà thiết kế và khách hàng quen. Để thực hiện công trình lát đá cẩm thạch đáng kinh ngạc được khảm bằng đá cẩm thạch màu và đá bán quý, sườn đá cứng Grandaco, Opificio della Pietra Giulia đã được thành lập. Nghệ thuật cẩm Messi, như nó được gọi ở Florence, đã lắp ráp các mảnh đá mẫu, được cưa ghép hình, để tạo thành các thiết kế của kẻ bao phủ hoàn toàn các bức tường. Kết quả này đã bị du khách thế kỷ 18 và 19 từ chối nhưng đã được đánh giá cao vì là một ví dụ về hương vị của thời đại. Sáu quan tài lớn trống rỗng, hài cốt của Medici được an táng trong hầm mộ bên dưới. Trong 16 ngăn của đây đâu là huy hiệu của các thành phố Tuscan dưới sự kiểm soát của Medici. Trong các hốc dự định chứa các tác phẩm điêu khắc chân dung của Medici, hai tác phẩm, Ferdinando I và Cosimo II, đã được thực hiện bởi Pietro Tacca, năm 1626-42. Quay về với hiện tại, những nghiên cứu mới công bố vừa đăng tải trên tạp chí y học Emerging Infectious Diseases đã chỉ ra một sát thủ giấu mặt đã khiến nhiều cái tên nổi danh trong gia tộc này cùng phải đầu hàng từ khi còn khá trẻ. Sát thủ có thể xuất phát từ các bãi săn của gia tộc này. Săn bắn là một thói quen ưa chuộng của giới thượng lưu châu Âu. Cả đàn ông và phụ nữ nhà Medici đều thích săn bắn. Nó là Plasmodium falciparum, ký sinh trùng sốt rét độc lực cao. Đây là lần đầu tiên mầm bệnh này được quan sát trực tiếp bằng kính hiển vi ở mẫu mô của một người chưa rõ danh tính, vì hầu hết các lọ nội tạng không ghi chú cụ thể tên cá nhân mà chúng thuộc về. Theo Lysian, nhóm nghiên cứu tin rằng nếu một người bị sốt rét, thì có khả năng cao nhiều cá nhân khác trong hầm mộ cũng bị lây và chết vì lý do tương tự. Bởi đó là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và đến nay vẫn còn là sát thủ ám ảnh nhân loại. Họ kỳ vọng phân tích sâu hơn về các mẫu mô có thể giúp trả lời các câu hỏi còn bỏ ngỏ. Dù như thế nào, kết quả này cũng cho thấy ký sinh trùng sốt rét độc lực cao có thể đã lan rộng ở nước Ý hơn suy nghĩ trước đây trong khí hậu ôn đới. Trước đây người ta nghĩ Plasmodium falciparum chỉ chiếm lĩnh vực nhiệt đới, còn sốt rét ở châu Âu gây ra bởi một chủng độc lực thấp hơn. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.